quý vị và các bạn, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ, Ân Thi, đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Trong đó, huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm 8 ca bệnh, gồm 1 ca ở xã Trung Hưng liên quan đến quán cắt tóc Khoa Thơm, 4 ca ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long liên quan đến bệnh nhân 14.346 là lái xe Bắc Nam đang cách ly tại Bình Dương, 2 ca ở thôn Đông Tố, thị trấn Yên Mỹ liên quan đến bệnh nhân 16.167 và 1 ca ở thôn Nhân Lý, Thanh Long liên quan đến bệnh nhân 15.328 là công nhân công ty Tân Á ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt. Tất cả đều đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Ca còn lại ở thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên được cách ly từ ngày 25 tháng 6. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng số 88 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 59 ca, huyện Khoa Châu và Ân Thi cùng có 8 ca, huyện Tiên Lữ 7 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội. Huyện Yên Mỹ vừa chỉ định thêm một cơ sở cách ly số 4 của huyện tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên ở xã Sai Phạm. Toàn tỉnh có 28 cơ sở cách ly tập trung có khả năng cách ly gần 7.500 người. Hiện còn gần 1.500 người đang cách ly tập trung. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 68 về thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có chính sách cho người bị nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên được hỗ trợ 3.710.000 đồng một người, lao động hợp đồng bị ngừng việc, phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ 1.000.000 đồng một người. Người bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 3.710.000 đồng một người, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với các F0 và F1 trong thời gian điều trị cách ly. Hộ kinh doanh có đăng ký phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên được hỗ trợ 3.000.000 đồng một hộ.